Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shopping Tiger trong phần chơi Minecraft Forever Stranded Updated. Ở trong tập trước chúng ta đang xây dựng Mob Farm. Nhưng mà Mob Farm này có một vấn đề, phải dời nó qua rồi. Oh yeah luôn, dời thì dời. Không phải là vấn đề quá lớn đối với mình vào thời điểm này. Chỉ là hơi phê chút thôi. Chết chưa? Đập ra Mob Wither, ok. Khi chúng ta đập cái controller ra, nó vẫn là Wither Boss. Nó không sai nha, nó mà sai là ngồi cười hoài luôn á. Đây làm lại nhưng mà nó mất công thôi chứ gì đâu. Giờ để mình dời cái này qua đúng chỗ của nó. Chúng ta không cần Wither Skeleton, không cần Enderman. Thì Mob Farm bình thường cho hết. Quỷ lửa cũng được. Hay cần hai con thôi cũng được nữa. Mấy cái kia bỏ hết đi. Cho nó khỏe đầu óc ha. Rồi, làm lại. Cái này là mình tính là chỉ để một cái rồi đó. Chỗ nào cũng để một cái hết trơn hết á. Cho nên nó đúng chính xác một cái rồi. Có thể. Được thì làm luôn. Cho nó chạy luôn, cho trọn vẹn luôn. Chúng ta sẽ khỏe luôn ha. Dragon Thread gì này nọ là có hết. Foxy. Ủa. Đây. Gắn hai này trước đi. Lúc đầu tính toán á, thì nói chung là không có suy nghĩ tới ha. Nhiều khi chúng ta cần thêm cái khác thì nó sẽ khó mở rộng. Đó là bởi vậy khi mà xây dựng á, là hay phải tính trước, dự trù trước, coi chúng ta có cần phải gắn cái gì thêm không. Chứ tới bây giờ là chịu rồi. Có nhiều xài nhiều thôi. Đúng không? Nè, cái này thì nhìn lên hai bên nó cân đối đẹp. Ồ, còn con gas nữa ha. Hình như còn con gas nữa. Gas thì muốn farm thì đơn giản, không khó. Gas hình như là cấp độ 3. Cái gì rớt vậy ta? Nãy vừa bay vô thấy cái gì rớt xuống. Hoàn thành này đi. Ender Dragon là phải đi qua The End. Mấy cây cột.
Mình nhớ là modifier hình như là đặt ở khúc dưới. Tại vì nó chỉ gắn được có 4 modifier hay gì á. Để lát nữa chúng ta làm modifier đi rồi gắn thử coi. Tại vì lâu quá cũng không có xài wood á. Cho nên nhiều khi nhớ không có chính xác à. Miễn sao đặt xuống nó firm multi-block là ok rồi đó. Bước đầu tiên bạn đã thành công. Nó nói là wood là một bản mod cũng hay nhưng mà lại không được cập nhật lên. Ở những cái phiên bản mới hơn chút thì cũng còn wood á, nhưng mà ông tác giả ổng làm cho cái kiểu mà phải đưa lên cái đe xong rồi đập. Nó quá phiền. Mình đã di dời xong, bây giờ sẽ cần phải kéo cái extension xuống bên dưới. Cấp điện, cấp đồ này nọ. Đập ra. Extension, extender. Rồi chơi cái này vô. Multi-block firm. Firm xong rồi thì cấp điện thôi. Cấp điện ở đây cho đẹp. Có điện. Bỏ vô. Đi qua bển coi. Ừ. Không yêu cầu cho nguyên liệu thì cũng đỡ. Cho kiểu như là muốn farm Wither thì phải bỏ sâu sen với lại Wither Skull vô á thì nó sẽ mất nhiều công sức hơn. Và cái vụ mà cái đe là cái mệt nhất. Đáng lẽ ông tác giả ông không nên làm chuyện đó ha. Không nên làm. Thì mình mới nói á, bữa giờ á, là tác giả là phải vững lòng. Ví dụ như cái bản mod đã làm ra rồi, à, bạn thấy như vậy là ổn rồi thì cứ để yên nguyên vậy đi, đừng có nghe ai hết trơn hết đó. Nghe người ta xong là mất luôn. Ô già luôn, sao nó nhìn về phía bên đó? Ta ra xây cục đó cho nó firm multi-block. Rồi xong. Bây giờ còn dư lại gì? Wireless. Rồi, tính lại số lượng cái. Tier 4, 13 gray, 14 red, 44 orange.
Hiếu Couple Stone đi lấy. Đây đang có white với lại chỉ là white thôi. Ok. Hồi nãy nhớ còn green nó còn dư mà ta. Không dư thì thôi. Bốn mươi bốn orange. Năm mươi bảy green, 82 white. Capstone bốn cái. 57 green, 82, 82 trừ cho 6. Rồi white có thể thiếu. 82. Ôi, giờ đủ luôn. Hên. Gì cũng đủ hết. Capstone 4. Capstone 8 nha. Rất là vui khi mà cái gì nó cũng đủ. Đồ của AE thì không có save ra được. Không có rớt ra một cái miếng nào hết cho phiên bản updated này. Còn phiên bản trước đó thì không biết nha. Không biết các bạn đang chơi phiên bản nào cho nên không trả lời chính xác được. Vậy thôi. Rồi bây giờ còn Proxy. Proxy. Một cái Proxy. Còn cái gì nữa không? Prism. Prism còn nhiều lắm. Hello. Rồi bây giờ kêu làm cái gray luôn. Medium gray. Auto thật sướng. Nếu các bạn đang xài những phiên bản đầu tiên của Refi á, thì nên giống như mình, nên gắn thêm cái Reborn Storage. Storage Reborn chứ. Nó viết là Reborn Storage nữa rồi. Thì cái này là sẽ giải quyết cái chuyện lag. Nó sẽ không còn lag nữa khi mà các bạn auto crafting. Còn cái crafter á, mà bỏ vô trong những cái máy á, thì tốt nhất á, là nên bỏ vô trong cái thùng, rồi cái thùng vô trong cái máy. Là nó sẽ giải quyết cái chuyện lắc luôn. Bởi vì cái crafter nó không có làm nhiệm vụ chế tạo nữa. Do cái crafter nó chế tạo nên nó mới lắc. Đơn giản vậy thôi. Được thì bữa nay chúng ta nâng cấp lên luôn ha. Nâng cấp cái Reborn Storage lên luôn. Cái gì đó Void Resource Miner và Ore Miner này nó lên luôn. Để kiểm tra coi đủ Nether Star không.
Để làm efficiency upgrade vô. Rồi, làm này trước đi. Thứ tự, chuyện đâu còn có đó. Hello. Cái này nếu mà mình làm 23 ô á thì trên này mình sẽ để được tới 4 cái. Tại vì 11, nó tổng cộng là 11. 11 nhân cho 2 thì mới có 22 thôi. 22 ở giữa là 23. Thì chúng ta để được tới 4 cái luôn. Tính hơi dở. Dễ rồi. Sao nó lên tay trên kia nữa? Kỳ vậy? Dẫn quang. Chaos Dragon ha. Cái đó hình như là phải config lại mới được. Còn nếu mà không có config á, tác giả của modpack không chỉnh á, thì không farm được. Tại vì bản mod nó chỉ hỗ trợ quái vanilla thôi. Còn những cái gì mà ngoài vanilla á, là phải có bản mod khác hỗ trợ. Không phải bản mod nữa, tác giả mod pack phải chỉnh. Mình đã hoàn thành xong cái phần này rồi đó. Và chúng ta chỉ cần có cái mob prism đã liên kết với một con gì đó đập vô là xong thôi. Bây giờ xuống bên dưới chỉnh lại luôn. Nó sẽ tốn thêm một cái cục transceiver nữa. Còn nếu không thích tốn transceiver thì tốn điện. Tốn dây điện á. Này kéo xuống. Gắn vô. Chưa có multi-block đâu. Chưa có form. Rồi cái cray để đây sẵn. Bây giờ cần phải đi xử lý Ender Dragon. Đâu ta? Đánh Ender Dragon. Đánh Ender Dragon xài đồ gì đây? Với lại phải tăng bên kia lên. Layout.
chỗ này á, để cái cục Raconic ở phía trên, phá cháy luôn. Ở giữa ngọn lửa có cái cục của Raconic. Rồi chỗ nào phóng tại vũ trụ thì hết biết luôn. À, lúc đó phóng nguyên cái tòa nhà này vô trong vũ trụ luôn. Gọi là nguyên một pháo đài di động bắn bay vô vũ trụ luôn. Raconic muốn có cung thì Raconic. Cung đây, Raconic Evolution. Chưa có cung. Đặt công thức một cái. Tập trước có đặt mà bỏ hết rồi. Giờ làm lại nữa phê luôn. Còn thiếu gì nữa? Bây giờ coi nha. Power 1. Power 1, Power 2. Power 1, 2, 3. Khủng khiếp. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. And stone. Chắc bỏ bớt quá. Nhiều quá rồi. Không có cần nhiều tới mức độ đó. Không có gom lại được. Cái đó còn không thì phải chịu khó. Chắc chịu khó chút đi. Mình sẽ cần rất nhiều. Để làm gì có ai đoán được không? Quantum. Còn công thức của Quantum Tank. Và nó hơi sai sai rồi. Tại sao không liên quan đến con mắt? Lạ lạ vậy ta. Không có con mắt thì thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai loại luôn.
loại này với loại bên kia phải thêm công thức của cái show vô và công thức của cái chess vô. Ê, tại sao lại là chap chess? Chess bình thường thôi. Cắt luôn công thức của cái này đi. Hai loại chess. Chess nào cũng được, show nào cũng được. À, mình có thể kêu cái máy làm quantum. Quantum tank 64 thoải mái. Ghê không? Và còn bao nhiêu iron vậy? 400 iron. 400 không đủ. Iron phải nhiều hơn nữa. Đây, chỗ này đây. Chỗ này phải chia vô nè, chia vô tất cả 6 7 8 chia ra cho xác mưu xử lý. Quan tâm một 1.500 vàng khủng khiếp. Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta bắn nguyên một cái tòa thành đó bay vô trong không gian? Nghe là quá thú vị luôn. Bắn nguyên cái đó vô trong không gian luôn. Dây. Đang làm speed upgrade cho nó chạy cho nó nhanh. Phải làm thêm cái enchanter nữa. Inferno fluid. Bây giờ chúng ta sẽ lấy công thức của Inferno lấy ra. Bỏ này vô. Còn cái network này bỏ chỏng luôn đi, đâu có xài đâu. Rồi nhanh chóng đưa ra đây. Bên đây nó sẽ có rất là nhiều những cái quantum tank. Bỏ khoan. Tại sao nó lại lấy cái network? Cái Inferno của tôi đâu? Inferno. Rồi phải nâng cấp lên speed upgrade. Nó đây luôn. 4 cái mắc upgrade 4 cái ra ngoài đây nhanh lên. Này nó sẽ hơi bị nhiều thứ nè, để vô và cái gì chạy được kêu chổng trước thì chạy. Rồi mà chúng ta được trả về đầu ngày hôm nay, chúc mừng. Ôi không, không biết nói gì luôn cho ngầu. Nói gì đây cho ngầu. Sao?
Ừ, đặt Quantum Tank á. Tại vì mấy bữa trước là có bạn nói với mình là Quantum Tank có thể sử dụng được rồi, xài đi không sao đâu. Bập bay luôn. Giờ chắc chỉ có làm troll thôi. Hello, hello. Thiệt là đau lòng quá đi. Tự dưng bị crash. Thế lại nãy nên backup nữa. Bao nhiêu công sức nãy giờ đi tông. Dục hết. Gì kỳ vậy? Thiệt là bó tay luôn. Quantum storage. Chúng thử lần nữa không? Chúng ta vô thử lần nữa đi ha. À, bây giờ sẽ thử lại, nãy là đặt Quantum Tank. Có thể gì vậy mà nó crash. Còn Quantum Storage đâu. Inferno. À, để coi có bay thêm lần nữa không nha. Đáng lẽ là nó không được crash. Thí dụ như lỡ tay gắn sai mà nó cũng crash thì thôi luôn. Còn cái này không bị. Không bị. Không bị nhưng mà nó để cái hình nhiều quá. Nó load mấy cái cục này cũng mệt luôn á. Rồi sao giờ, sao giờ, sao bây giờ. Quantum Storage Unit vẫn sử dụng được. Cái này nó có một cái điểm dở. Nếu mà chúng ta sử dụng cái này để chứa đồ, mình không đọc đồ được từ đây được. Bắt buộc mình phải xài external storage cho từng cái luôn. Chứ mình không đọc đồ được. Mà thôi, không chơi này đâu. Khả năng cao là dễ bị crash nữa. Crawler đi. Crawler có gì đem tiêu hủy cũng được. Crawler cũng nhiều mà đâu có lo gì. Rồi chúng ta đọc đồ cho nhanh. Thiệt là đau lòng quá đi. Compacting thời điểm này là xài cái iron ingot. Chỉ có lên tới cái này nó mới phê thôi. Rồi bắt buộc phải là ót hả? Vui vậy. Có đâu. Ôi lắc thì ta. Có chuyện lắc nữa. Nó đang tìm đồ cho nên nó lắc. Có vụ đó nữa. Lắc một phát bay ra ngoài luôn.
lắc á, lắc của bên kia thiệt luôn á, nó đang tìm không ra đồ á. Kinh khủng. Lấy làm AI ta, mà AI là một vấn đề luôn á. AI phiền toái quá. À, đang suy nghĩ coi sao đây. Ta phải coi rồi nó là được nhiêu cái rồi. 24 cái. Thiếu 160 rồi, dữ rồi. Cây đó là nhiều gỗ nhất rồi đó. Đang vui đức di đàn. Tự nhiên phải làm lại. Làm lại hơi bị nhiều luôn á. Bây giờ trước mắt là mình sẽ chỉnh chỗ này trước. Chúng ta đập bỏ cái này ra đi. Rồi khoan, làm một cái cray keeper để mình có thể giữ đồ ở trong cái cray. Đập ra nó tùm lum lắm. Xong mà chúng ta đập cái drawer vô. Đập cái quantum tank vô, cái quantum unit vô. Cái đó là quantum unit đi. Khỏi cần phải hả, suy nghĩ nữa. Không cần làm hả ta? Khoan. Pro cũng được. Pro xong rồi phải có upgrade kìa. Thì mới chịu nổi với bên đó. Nó stick luôn. Phải làm thêm công thức. 2008 gỗ. Để làm 64 cái drawer á mà. Hả? Thiếu gì? Pro upgrade. Rồi nó đây, hai cái, thêm hai cái nữa đi, làm cái void access, cái nào dư quá bỏ. Cái này là mình sẽ xài controller luôn, cho khỏe. Rồi giờ đập ra. Đặt xuống. Đặt qua. Gunpowder.
quá nhiều thứ. Maximum stack. Bây giờ làm thêm cái chìa khóa để khóa nó lại. Lại phải thêm upgrade. Thêm upgrade là làm thêm drawer. Nó đây, bỏ vô. Bỏ những thứ này vô. Rồi có mấy cái đồ không cần thiết thì dục bỏ thôi. Thì qua bệnh khóa lại. Bên này xài quantum tank cũng được nha. Nhưng mà mình cảm thấy không cần thiết. Cho nên mình không có khóa. À, mình không có xài. Lộn. Rồi từ đây chạy vô trọng. Tự dưng bị crash. Bốn mươi stack, 400 stack vẫn còn chỗ để bỏ vô thêm, nhưng mà một cái upgrade là đủ, mấy trăm stack về là đủ xài rất là lâu rồi, trừ phi có chuyện gì đặc biệt lắm thôi. Chín mấy. Thôi bỏ đi, bỏ 9-10 stack còn lại dục. Chán mà, dục luôn. Ok. À, bây giờ mới mệt nè. Bây giờ quay lại làm bên kia. Tôi không muốn. Bắt đầu bài ca. Nó không tìm được đồ, nó dễ lắc quá. Ta đi làm chuyện khác một cái. Và lát nữa quay lại bên kia tiếp. Chật lộn với bệnh. Gì nói vậy? Rồi biết rồi, biết rồi, biết tại sao nó bị rồi. Công thức này bớt good blank. Gì vậy? Nó không đặt công thức làm chess bình thường được sao?
Ủa xong rồi nè. Chưa xong luôn. Có 10 cái, 30 cái, 20 cái nữa rồi. Mission. What? Rồi đây. Mission 58 gỗ. Nó không hiểu. Ơi, nó không hiểu rồi. Cái trò này thời đại cao cấp quá, nó không hiểu rồi. Mới xin luôn. Ok, vậy là mình tự chế tạo đi. Gỗ cả mấy ngàn giống luôn kìa. Tại vì nó còn sai cái này nè. Ghét công thức còn thêm một bước nữa. Root chest thành org chest sai do bên bản mod đó. Rồi đi tắt cái đó luôn cho rồi đi. Cái bản mod quát nó cho nhiều quá khoác thì tắt cái đó một cái. Chúng ta đã dẹp cái chest mà tùm lum đi rồi. Thì hy vọng là nó sẽ đúng nha. Bây giờ nó chỉ làm một loại chest duy nhất. Artisanary đi. Thiệt luôn á. Và làm cái drawer ở đây. Có một cái công thức auto crafting thôi. Ở về luôn. Vẫn chưa biết là chest gì. Rồi bấm drawer thử coi. 10 cái, 20 cái, vậy mới đúng, 30 cái, đó, vậy mới đúng, nghĩ sao hồi nãy bị vụ kia được, không thể nào chấp nhận được ha. Mà bây giờ còn dư lại cái drawer cũ thì bỏ nó đi. Chúng ta còn thiếu công thức của void nữa chứ, void chưa, void rồi luôn. Xong. Bỏ này vô. Void upgrade. À, 25 cái. Làm 25 cái. Ghê không? Chế tạo ào ào luôn. Chứ có bị gì đâu. Chúng ta đi vô lấy sắt coi. Tự dưng vui, vui quá vui luôn. Ok, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tinh thần của bé cập. Chỗ này chúng ta đang xử lý công chuyện này trước. À, mình đi qua bển làm cái kia. Tháo độ bển luôn. Bây giờ chúng ta đem nguyên cái bộ Resonator. Ủa chi vậy? Chỉ gì vậy? Có gì mà tự dưng lại lắc.
Kỳ lạ, kỳ lạ. À, đang xử lý cái này hả? Phải không vậy? Nghi lắm nha. À, giờ chỗ này mình sẽ bỏ vô để mình làm lại speed upgrade. Chúng ta sẽ bỏ vô drawer cho nó nhanh. Đồ chậm. Drawer thì có cái này. Và coi còn upgrade. Thiếu upgrade cao nhất. Tấm công thức này vô luôn. Như chưa làm cái stick nữa đó. Giờ mình đang cho hai công thức của stick, một là làm từ wood, hai là làm từ planks. Bây giờ coi thử coi cái stick nó sẽ làm từ gì khi mà mình không có trong đó bấm và nó làm từ plank. Ok, thì nó thấy cái nào có nó làm thôi, không vấn đề gì ha. Thì mình có thể gọi nó được rồi đó, gọi nó làm cái này nè. Cái này chừng 20 cái, 20 loại khoáng sản là thấy cũng nhiều rồi đó. Ở ngay đây là đang gắn, hồi nãy là có 1000 câu ọt, nhưng mà không chơi loại đó nữa. Cho nên tháo đi, cái này có nguy cơ bị crash quá. Chỉ cần lộn chút xíu, xìu xiu thôi là nó crash. Không nên, không nên. Chúng ta sẽ chơi lại ha. Quên nha, còn cái controller nữa. Controller. Đây, controller. Auto crafting xong xuôi, mình sẽ cho nó vô đây luôn. Rồi chúng ta tha hồ gắn drawer vô. Rồi chạy qua được cái gì thì chạy trước. Rồi lúc đó mới cho thêm đồ vô chổng. Nút clear grab chắc dục hết quá. Vậy thì phải filter. Thermal. Mana and fuel. Mana and fuel thì cũng chẳng làm gì. Filter đi. Đồ của nút clear grab dục hết. Không xài. Không xài nút clear grab luôn. Bởi vì khả năng crash quá cao. Rail grab không xài. Out. Ether condenser. Fluid. Fluid block. Fluid cord. Hay do stuff. Aha. Sơ thết cord có không? Có. Vậy thì làm method condenser. Method condenser. Từ từ nha, từ từ nha. Bình tĩnh nha.
Iridium Lithography. Iridium có trong công thức gì? Rolling Machine, Iridium, ok. Uranium Engineer, Engineer cần không? Ê, ê, đừng có crash. Chuyện gì nó cũng crash được hết trơn hết á, nguy hiểm quá. Con Peter bỏ nè. Rồi, bây giờ tạm thời để đó. Hả? Phiên bản này khóa lại cũng như không, phải phát kinh nữa mới chịu. Thiệt tình. Rồi đó, dán miệng nó lại. Nó không ói đồ ra nữa. Thế tình. Xoay đâu mà xoay. Tự nhiên làm cái này xong á, cái ta tự nhiên phát hiện ra có công chuyện khác cần phải xử lý. Rồi bây giờ chỗ này với chỗ kia. Công chuyện thiệt tình luôn á. Mình muốn hủy đồ, nhưng mà mình hủy đồ nó phải có phong cách chút. Ở đây nó sẽ chạy những cái gì có thể chạy được, và nó sẽ có bên còn lại chạy gì những gì có thể chạy được. Nó hay lắm. Làm lỡ công chuyện coi. Thay đổi tinh cơ rồi đấu xài này nữa đâu. Đồ Raconic hay Unbreaking thì nó cũng không quan trọng lắm. Có cũng được mà không có không sao. Unbreaking thì nó... dục luôn đi. Suy nghĩ gì nhiều. Rồi. Bây giờ AE2 stuff. AE. Nè coi làm AE nè. Yo. Ta sẽ cần...
Bây giờ cần đi vô một chút xíu AI để mình làm công thức kia. À, kiểu như là cũng một phần là chuẩn bị sẵn, nếu có cần xài thì xài. Ủa sao kỳ vậy? Hôm nay là chạc sơ thích code. Không kéo được. Vui luôn nha. Lấy cây này ra đập. Đây là chạc sơ thích code lộn rồi. Cái này là cần sơ thích code chứ không cần chạc. Lấy lộn. Bỏ lại. Ba modifier sơ thích code. Ok. Rồi, Silky chua ra. Silky đây luôn. Rồi, và đang sẵn còn dư cái Silky. Bỏ vô đây. Một modifier. Ôi không. Thiếu một modifier ta. Giờ phải làm cái nâng cấp kế tiếp. Gắn vô mới được. Thì để coi thử coi. Modifier. Cấp độ này không khó. Nhưng mà đi đào cũng nhanh hơn á. Trong kiểu nào cũng chơi được hết á. Nhưng mà thôi để làm cái này trước đi. Bây giờ ta sẽ cần phải làm Fluid Crystal. Chạc Nether Core Redstone Dust. Đó là đúng là chạc. Vui hiên. Unnatural. Chúng ta đã có chạc sơ thích cord. À, fluid chứ quên. Fluid crystal. Bây giờ mình cần phải coi công thức của Metal Condenser. Nó đây. Thì nó cần có fluid dust. Fluid dust thì đơn giản. Bỏ vô. Chúng ta sẽ có cái phần iron lấy xuống. Để bỏ lên trên đây cho nấu thêm iron. Rồi bên này chắc xong rồi đó. Công thức của Metal Condenser. Quá đơn giản. Filter. Đi qua bên chỗ của cái máy đào. Cái này nó sẽ cần phải filter loại bỏ hết tất cả những gì mình không cần. Ta gắn vô Metal Condenser. Thì cái này có tác dụng giống như thùng rác. À khoan, muốn lên được cái này thì cần phải có một cái 64K. Oh no, 64K của AE. AE nha, 64K AME Storage Cell, AME Storage Component chứ. 64K, hình như qua bên kia kiếm được 64K thì phải. Dạ, yeah. Thôi còn không, cứ làm nó như thùng rác thôi. Destroy item cũng được. Đó là phải đi xa. Mà bây giờ không muốn đi xa. Đi xa có nhiều công sức lắm, phải xử lý nhiều chuyện nữa. Chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Rail wrap. Mana and fuel bỏ hết đi. Mấy cái này dục đồ rác thải thôi. Con Peter đi luôn.
Tính ra cũng đâu có nhiều đâu. Sunfer này là được, cái này thì cũng để lại được luôn. Có này đi luôn. Rác. Bây giờ mở lên filter những món không cần thiết và đem đi tiêu hủy. Rồi lấy ra, bỏ speed up ray vô, bỏ vô và bỏ cái này vô trong chổng lại. Rồi cất cái này vô một cái. Từ từ chúng ta cho vô nâng cấp. Ủa, có gì bốc khói vậy? Ủa lửa đâu ra vậy? Khoan, chuyện gì vậy? Cháy, lửa đâu ra vậy? Đừng nói này nha, cục đó chạy mà bốc lửa luôn là không được nha. Thôi làm cái trash can đi cho chắc cú. Trash can công thức vô cùng đơn giản. Đây, đảm bảo hơn, tự nhiên cháy nữa. Ai đồng ý chuyện đó? À, cục lửa nè. Đây rồi, đây là lý do vì sao hồi nãy cháy, là do cục lửa. Những thứ này, dục bỏ. Đồ dởm, dục bỏ đi. Với lại mình sẽ cần phải có một cái stack upgrade để cho nó dục nhanh hơn. Hai cái luôn. Chứ rồi, cái này maximum là chỉ có một. Để cho nó chuyển một stack cho nó nhanh. Và trong này nó sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. Rồi giờ phần còn lại là xử lý cái này lên thôi. Cái đó là đang dự kiến để đi đường xa mà. Nhưng mà đường đó xa quá, không nên đi. Đi đường gần lại. Bởi mana infill nè, dục luôn đi. Cái này dục được nè. Cái này cũng không có tác dụng gì mấy. Chỉ là làm fertilizer thôi. Để thì để thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì. Thôi làm hết đi. Lỡ làm mà làm hết luôn đi. Rồi mà nó tới cái gì rồi? Copper lithography. Ở chỗ này copper. Rồi đó. Chúng ta sẽ có thể dễ dàng đóng và khóa theo thứ tự. Rồi tiếp. Iron.
bỏ vô đóng đóng và khóa. Gì nữa alo aluminum, cái này là ít xài nhất luôn á, mà cứ giữ lại đã. Cái này đang suy nghĩ nè, ủa mana infuse sao chạy qua đây? Nếu mà như vậy nó vẫn chiếm chỗ trong này, phải filter lại à, hơi bị khó chịu á. À, vậy đi, cứ bỏ đó đi. Tác tính tiếp. Bây giờ đi lên chỉnh cái kia cái đó. Thiệt tình luôn á. Thiệt là tình. Đang suy nghĩ coi bây giờ, ví dụ như mình bỏ vô hướng này, thì nó sẽ chạy qua đây, chạy xuống đây. Không có cái filter ở ngay đoạn. Dù như filter ngay đoạn này được tốt. Phải chơi dây này mới chịu được. Impose item duct. Mình filter ngay đoạn giữa cọng dây được. Chỗ đó nó chỉ cho đổ đi qua thôi. Nhưng sẽ cần phải có cái resonance. Let moon. Chờ xíu đi ngủ. Xếp túi hả? Trầm cảm chưa? Tại vì cái chỗ này nó phải có một cái gì đó filter xuống nữa, cho nên hơi phiền. Bây giờ đơn giản nhất là tháo mớ này ra bấm vô thôi. Rồi, vậy xong. Cái trò này hơi bị mệt. Thật sự là hơi bị mệt. Cái này thôi đi lên cho nó đi. Ê, còn vụ này nữa nè, vụ này đang làm đó nè, đang làm crash cho một cái làm lại từ đầu.
Bỏ hết, ta làm lại từ đầu. Hài, cười không nổi á chứ. Trên đây đẹp cái đã. Tính tiếp. Thực ra thì làm được, nhưng mà nó có nhiều bước phải xử lý. Có nhiều cách xử lý. Giống như bạn nói cũng là một cách. Nhưng mà có công chuyện này đang làm từ hồi đầu đến giờ. Có lẽ là nó đã xong rồi, tự nhiên crash vô mặt một cái. Phải làm lại trước đã, xử lý xong chuyện này một cái. Chịu ghê luôn. Thiếu một cục. Khoan, tại sao mới cấp độ này thôi? Tier 4. Vậy mới đúng. Xong chưa? Chưa xong. Còn thiếu. Xong. Rồi sao còn dư cục màu trắng? Nó xong rồi.
cái wood á, nó phải có một cái dạng giống như cái assembler của environmental á, tốt ha. Chỉ cần bấm cái tự nó form multi-block hết. Bấm tay không à? Vô lấy tay bấm. Rồi về làm thêm tier 4. Rồi làm lại này luôn đi. Wood. Mà phiên bản này của Wood là đỡ lắm rồi đó. Cái phiên bản mà về sau này nữa là thôi. Bao phê hơn nữa. Nhưng mà không có sự lựa chọn luôn ha. Nó vừa bao phê mà nó không có sự lựa chọn nữa. Vậy nó mới ác. Castia. Ê, bỏ lộn chỗ. Rồi, bên đó coi như xong. Lấy cuốn sách ra coi lại. 13 Factory 13 với 14. Cái gray 13, cái kia 14. Orange 44 thì phải. Missing. Green 57. Trừ cho 3 là 54. Đang có sẵn 3 cục. Còn white là 82. 82 trừ cho 6. Mob controller với lại một cái này Roxy extender. Capstone. Rồi đi ngủ.
Cái block này dướng quá. Augustia thì có thể là mình sẽ cần phải làm thêm một cái factory Augustia hoặc là play powder chẳng hạn, play rod chứ không phải play powder, play rod. Mình đã làm lại hai cái mob farm của wood. Cái này thì chưa có con gì hết cho nên nó chưa chạy. Bên kia thì là weather boss, nó đã xong. Và bây giờ chúng ta đập cái này ra, kéo cái này xuống cho nó xong luôn. Bụp, multi block chưa? Xong rồi đó. Chỉ có là phía trên chưa thôi. Phía trên chưa thì từ từ xử lý. Ở trên đó sẽ có một con nữa, hai con tổng cộng. Rồi và chỗ này là đang chạy kiểm tra số lượng. Bao nhiêu? 34, 64, 49, 50. Ồ, hơi chậm chút xíu nhưng mà vẫn có sulfur nha. Vậy thì cái sulfur bên kia không cần. Trừ phi chúng ta cần lượng sulfur vô cùng lớn thì mới giữ cái phần sulfur này lại. Còn không thì cứ bỏ nó đi, rút cái upgrade ra cũng được. Trong đây là những cái gì không cần thiết là đã bỏ rồi đó. Platinum giữ lại. Rồi về đây, bỏ vô, bỏ vô. Còn cây swap cất vô luôn. Ồ, còn capacitor đây nữa. Để đó rồi chừng quên á. Rồi còn công thức của mấy cái upgrade là hốc hận luôn. Ví dụ như mass đi. Cấp độ 1. Vui quá xá là vui luôn. Thật là vui. Vui tới mức ngồi cười hoài luôn á. Thấy hơi có vấn đề liền á. Gì vậy? Bình tĩnh. Đi qua bên đây. Bây giờ công thức của những cuốn sách mà nếu mà muốn auto luôn á thì vẫn có thể auto được nha. Nhưng cần có công thức của crafter hơi bị phiền phức. Mình sẽ để cái crafter này sẽ tạm mà. Nếu muốn đẹp thì bắt buộc là phải làm giống như bên kia đi. Còn nếu mà không muốn đẹp thì cứ để đó. Giờ nếu mà muốn đẹp thì phải chịu khó. Để đây. Để đây đi. Để đây. Rồi giờ cần có cái importer nữa chứ. Importer không có công thức.
dĩa đầu xuống. Bao nhiêu lapis thì bỏ vô sau. Để coi thử coi sao nha. Trong này auto được không nha? Ví dụ như là mask đi. Mask cấp độ 1. Cần có fortune. Fortune là phải có lông gà. Mà có lông gà là phải farm thêm con gà. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái này xuống trước. Rồi mình sẽ xài hết tất cả Solidify Experience mình đang có. Ta gắn cái này kế bên. Rồi cho hết tất cả vô trỏng luôn. Và đưa qua push. Ủa bên này nó đâu, nó có cần SP đâu. Oh yeah, phải coi nha. Trong này nó cũng cần SP để chế tạo. Oh, không cần SP chứ. Chỉ cần đồ. Có SP. Vậy thì để coi làm sao auto được khu này. Hơi căng đó. Ta làm một vài công thức. Book and queue. À, bây giờ những cái công thức như là book and queue rồi block of code gì này nọ là dễ, auto dễ. Chỉ có cuốn sách này mới mệt nè. Cuốn sách này sẽ cần phải bỏ vô trọng. Chúng ta coi số lượng, đúng số lượng luôn nha. Một cục với ba cục lapis. 1, 2, 3, hủy đi. Cái này một cục luôn. Bỏ cuốn sách nè. Bỏ này vô nè. Bỏ ba cục này vô nè. Rồi bây giờ chúng ta làm bằng tay trước coi thử coi nó ra không nữa. Rồi không được rồi đó. Này chỉ có nước tự mình làm thôi. Không auto được. Tại vì muốn auto là phải tự bơm experience vô được. Mà cái này nó đâu có nhận. Này chuyển qua rồi nè. Nhưng mà đâu có nhận đâu. Người chơi phải có kinh nghiệm. Fortune 1. Làm được cấp độ 1. Tinh. Rồi để làm cái công thức tier 1 upgrade. Ồ mình có thể kêu thẳng luôn á. Mass. Mass upgrade cấp độ 1. Thiếu cuốn sách. Ủa sao thiếu cuốn sách được? Fortune 1. Khoan nha. Ở lại nha. Đây. Phải bỏ vô trọng nó mới hiểu. Rồi rồi. Tới giờ. Tưởng tới giờ nó không hiểu rồi chứ. Ok. Rồi giờ làm cấp độ 2 luôn. End crystal. Nữa hả? Hoài vậy. Một. Một, hai, ba. Hai. Ồ, khoan. Rồi, nó thiếu ngay cái Prismarine luôn mới ghê. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải có cái khu vực
xử lý hai con Gus. Tính ra cái chỗ này đẩy lùi về góc cũng rất là tốt. Mình sẽ dư ra được một chỗ nữa để mình làm con Gus với lại con Guardian. Ha ha ha. Rồi, ngồi cười hoài luôn. Bữa nay đúng là ngồi cười hoài luôn á. Vui quá vui luôn. Đó phải suy nghĩ lại nha. Rồi, vậy là trong ngày hôm nay thì chúng ta có một đợt rush rất là thú vị. Cũng như là mình đang dọn dẹp lại cái khu này để chúng ta chuyển sang xài drawer hết. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.